Dạ, em
Dạ, đó, ở bên đó lấy chưa? Dạ, lập chưa? Lập ý rồi. Không phải là một thời gian, ví dụ người ta, ví dụ như anh mến nó trôi nhanh, chỉ có khoảng độ 3 tháng thôi là trôi rồi. Mình để khoảng 3 năm mới trôi thì nó ố. Tôi là Tiến, đại lý đồng hồ Casio Hùng Tiến. Xin chào tất cả anh em đại lý.